Tự nhiên chim đang bay trên trời, cái mình đặt phóng sanh à. Rồi người ta đi giăng bẫy, người ta bắt, người ta xả thuốc, người ta bắt. Ta nói chim mẹ vừa bay ra là bị bắt, chim cha vừa bay ra là bị bắt, chim con ở nhà khóc nức nở rồi chết luôn. Rồi mình bắt mình nhốt trong cái lồng đó, mình đi bán để cho người ta phóng sanh. Bây giờ mình đừng phóng sanh nữa đi. Đừng có nghĩ nữa, mình phóng sanh cái nghiệp mình hết, mình phóng sanh ra cái tội lỗi của mình hết, cha mẹ mình cái may mắn bệnh đau hết. Trời ơi, phóng sanh với tụng kinh mà hết bệnh đau á, thì cái bệnh viện nó không có đông đến nỗi mà sắp hàng. Chú cha quý vị đi, 3 giờ sáng quý vị lên trển thấy người ta nằm lên rồi, 5 giờ sáng người ta sắp ra tới về cổng bệnh viện á. Các bảo vệ mà sắp cũng mệt nghỉ luôn, mà ngày nào cũng vậy trơn á. Còn cái chợ đi quý vị, đi ngang cái chợ Tân Hòa nè, cái chợ Tân Hải nè, quý vị đi coi mấy cái chợ đó, trời đất ơi, buổi sáng lê hoe mấy người, buổi chiều cũng có ai chứ. Còn bệnh viện buổi chiều 4 giờ rồi vẫn còn đợi để lấy kết quả. Nên chúng ta đừng có nghĩ phóng cái đó cái mình hết bệnh, phóng của nó hết. Cái bài pháp này thầy giảng thì mọi người có nghĩ như thế nào ạ? Có đúng không ạ? Phải nói ra, tôi nói thật tình mà nói, ở Việt Nam bây giờ không có ông thầy nào giảng pháp như thầy Minh Đạo nữa. Tôi nói thẳng luôn, toàn là những tiêm nhiễm tà kiến mê tín, toàn là tu hình thức không à. Nhưng mà tu là tu ở cái tâm, đạo Phật là tu ở cái tâm, tâm xả, xả cái tâu mu để thả cái tâm, đúng không? Còn mấy ông kia toàn là tu hình thức không. Thầy nói đúng mà, đừng, thầy kêu gọi đừng bao giờ đi phóng sanh nữa. Phóng sanh là phóng sanh tự nhiên thôi. Thí dụ chúng ta gặp đi về đường á, chúng ta đi ra chợ, chúng ta gặp ta bán cá hay gì đó, ta phóng sanh thì ta mua con cá đó ta đem đi thả, đúng không? Chứ không phải mà ngày mai tôi phóng sanh 100 con chim, 1000 chim nha, bắt cho tôi đó. Rồi bắt đầu là một cái người vì công đồng tiền mà, đúng không? Vì kinh tế gia đình mà, họ phải đi gài lưới, họ đánh thuốc, họ bắt con chim đó. Thầy nói đúng mà, nhiều khi con chim mẹ nó vừa nó đói bụng quá, nó vừa trong tổ nó bay ra, nó bay ra rồi bắt đầu là bị người ta lưới ta chụp liền. Thì bắt một con chim mẹ đi phóng sanh thì 4-5 con chim con ở nhà nó sẽ đói nó chết. Như vậy đó quý vị ơi, quý vị cứ suy nghĩ kỹ đi. Quý vị phóng sanh như vậy thì quý vị có phước đức gì hả quý vị? Thật lòng đó, nếu phóng sanh như vậy đó thì chúng ta phước đức gì hả quý vị? Trong khi chúng ta bắt một con chim ta thả thì biết bao nhiêu con chim con nó đã mất đi. Nhưng mà con chim con đó là cái mầm non đó, là cái mầm sống đó, cái sự cái đó là nó duy trì cái loài giống nó đó, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta làm như vậy, những con chim con nó chết đi thì cái loài giống nữa nó tuyệt chủng luôn, đúng không ạ? Cho nên là nếu mọi người mà phải hiểu biết được phóng sanh là như thế nào, ví dụ như là chúng ta đi ra chợ, chúng ta thấy một cái con cá, con tôm gì nó tội nghiệp quá, chúng ta mua, chúng ta thả nó xuống sông. Đó còn thay vì con đó là bị người ta đi ăn thịt, đúng không? Thì thôi, mình có cái lòng từ bi thì thôi, mình mua gì mình để mình thả nó xuống sông, mình phóng sanh cho nó. Còn bây giờ các chùa chiền bây giờ là đặt giống như chùa của Nhuận Đức đó, quý vị có thấy không? Mỗi một lần tổ chức cái chương trình gì đó phóng sanh là bắt đầu đặt người ta mấy ngàn con chim, đặt người ta mấy ngàn chim để người ta đi bắt về cái đầu thả, cái quay lên trên mạng xã hội. Quay trên mạng xã hội để là chi? Để dẫn dụ là những cái Phật tử, những Phật tử ngu muội á. Tôi nói thẳng luôn, đừng có giận tôi thiệt. Những cái Phật tử ngu muội dẫn dụ tới đó để cúng dường cho họ, cúng dường cho nó. Làm những cái truyền thông như vậy đó. Rồi lên giảng pháp của bằng cái đó tục tiểu, phải nói là không thể nào tưởng tượng. Vừa rồi đó, cái vụ con chim ba vốn quần đó quý vị đó. Con chim đó đâu à, cũng phải mướn người ta bắt đó, cũng phải là mua người ta đó, người ta đem đến đó, người ta bán, rồi bắt đầu đăng lên mạng xã hội là cái hình thức nha. Cái tục tiểu mà xàm xí nhất là Nhuận Đức đó. Mà giáo hội không có một lời nào mà xử lý. Rồi như ông Bao An, một cái người không có đụng chạm tới mình, một cái người mà chưa bao giờ nhắc tên mình, mà một cái người mà không bao giờ trên mạng xã hội mà có tai tiếng gì hết, cũng không bao giờ phát biểu gì hết, mà cũng không phải là người trong giáo hội, mà ổng là cái người đi tu được dứt được trụ trì, rồi được là thượng tọa, được là nhân tài đất Việt, rồi là bằng tiến sĩ Phật học, vân vân. Thế mà đi xúc phạm một cái người khổ hạnh, một cái người hạnh đầu đà, là cái thằng Ba Trợn. Thế mà giáo hội không có một lời nào giải thích với tất cả người dân. Thế mà giáo hội cũng không xử lý. Mà sư Minh Đạo chỉ nói một câu là yêu cầu giáo hội tán thán cái đường lối tu tập của sư Minh Tuệ là hạnh đầu đà. Vậy đó mà bắt phải quỳ gối sám hối đó quý vị. Quý vị nghĩ thế nào? Một cái người mà tu bao nhiêu năm trời,
tu là buông xả, là không có sân si nữa. Mà họ không buông xả gì hết, mà họ còn sân si, mà họ còn chửi cái người khác là thằng bá trợ. Thế mà giáo hội không có một cái tiếng nói nào để giải quyết. Rồi trong một cái ngôi chùa thì kể chuyện tục tiểu, rồi tổ chức ăn uống, rồi tổ chức nhảy múa, tổ chức lễ hội, gọi là giảng pháp tiêm những cái mê tín đó, như thầy Minh Đạo có nói đó, thấy không? Nếu mà phóng sanh niệm Phật mà hết bệnh thì bệnh viện không còn bệnh nữa. Còn Nhân Đức á, thì nói là bệnh ung thư niệm Phật đi rồi sẽ hết, nó sẽ tái tạo cái tế bào mạnh mẽ, phải mạnh, diệt tế bào ung thư. Gọi là ai là nghèo khổ quá đó là niệm Phật đi rồi hết nghèo hết khổ. Rồi là ai bị lửa cháy đó ngồi niệm Phật đi rồi Phật lấy cái quang minh chùm lại sẽ không bị cháy. Giảng pháp như vậy đó mà giáo hội cũng không bao giờ lên tiếng. Tại sao vậy? Một cái người tu chân chính, một cái vị chân tu thật sự được mọi người ta tôn kính, ta yêu quý, thì giáo hội lại là bắt đi sám hối. Còn một cái người làm cho cộng đồng vậy, nó dậy sống, làm cho cộng đồng người ta không có ngày nào yên, giảng những bài pháp phải nói là rúng động cộng đồng, mà giáo hội không có một lời, có một tiếng nói nào để làm việc, để bắt họ sám hối hay hoặc là trục xuất con ra khỏi Hội giáo. Giáo hội có nể tình gì không? Hay là do sư Minh Đạo không có kêu gọi cúng dường, rồi sư Minh Đạo không có tiền, nghèo quá rồi thầy, sư Minh Đạo nghèo quá rồi sư Minh Đạo không có tiếng nói. Còn những cái thằng khác đó, nó kêu gọi cúng tiền cúng vàng quá trời giàu rồi bây giờ không đụng được. Hay là đụng là mất cái quyền lợi ích gì? Thật sự mà nói, ngày xưa Đức Phật tu đâu có hội có nhóm gì đâu, đâu có phải được, đâu có được có giáo hội, có giáo huyết gì đâu. Tôi không biết là cái giáo hội này nó đang tồn tại để xử lý cái việc gì. Những cái việc, những cái người mà người ta được tôn trọng hết sức, tán thán vô cùng, vậy đó mà bắt người ta sám hối. Còn những cái ma tăng mà bị người ta lên án vô cùng, bị phải nói là những cái bài pháp, hay là hoặc là họ biến cái chùa chiền thành những cái nơi kinh doanh, họ trục lợi hút máu người khác, thế mà giáo hội cũng không nói gì hết. Không biết có lợi lộc gì đây không ta? Không biết có lợi lộc gì đây không, mà tôi thấy hơi nghi nghi đó. Thật sự mà nói nha, tôi không biết đó cách gì nào luôn, nhưng mà thật sự rất buồn, rất buồn cho sư Minh Đạo, phải nói là rất là buồn. Chỉ có một câu thôi, nhưng mà cũng rất may là thầy rất là sáng suốt, sinh ra khỏi Hội Phật giáo của Ban Trị sự Phật giáo của Vũng Tàu. Thôi về đi, rồi thầy sinh ra, rồi thầy sinh lại là ở lại cái tu viện Minh Đạo đó. Thì nếu mà hồi sáng này mình có đọc cái thông tin đó, là cái anh xe, chủ xe, anh kêu gọi tất cả mọi người nha, anh kêu gọi tất cả mọi người chủ xe, có xe mà chở đi đó, là đừng, không, ổng không bao giờ ổng chở cái người nào mà nó đi chùa ngoài Vũng Tàu, là ổng không bao giờ ổng chở ngoài cái tu viện Minh Đạo. Tôi rất mừng, phải nói là rất mừng. Có một lần tôi chở một số người Phật tử đi chùa đó, thì tôi mới hỏi, nói ở ngoài Vũng Tàu chùa đẹp, chùa bự không, sao không đi ra ngoài cúng kiến vái lại mà đi lên Châu Đốc, lên mấy núi xa núi sập đó. Thì cái bà Phật tử mới nói thôi thôi thôi, không có đi chùa ngoài đó đâu, chùa ở ngoài Vũng Tàu toàn kinh doanh không. Tôi nói dốc à, tôi bị đọa địa ngục. Những cái lời người đó nói đó, tôi kêu đi chùa Vũng Tàu đi, tôi thử thôi, tôi thử ra sao. Tôi nói chùa Vũng Tàu người ta đông lắm, với lại đẹp lắm, sao không đi ngoài mà đi đi lễ Phật. Mà nói thôi thôi thôi, ở ngoài Vũng Tàu toàn kinh doanh không. Mình nói câu thầy phải nói thật rất đau lòng, phải nói rất đau lòng. Và hôm nay mình cũng rất mừng là có một cái anh xe nào đó, mình nói lại nha, có một anh xe nào đó, chủ xe nào đó, anh nói là nếu mà tất cả Phật tử mà kêu chở ra chùa, chùa mà ở Vũng Tàu mà kêu anh chở là anh không chở ngoài cái tu viện của Minh Đạo. Mình phải nói là rất là cảm ơn tất cả mọi người chúng ta giúp sức để là ủng hộ thầy Minh Đạo nha, để nuôi những cái em mà mình ở đây mình không kêu gọi gì hết, nhưng mà ủng hộ tùy tâm nha, ủng hộ nếu mà chúng ai gần gần đó thì chúng ta đến chùa để vái lại, trước nhất là hỏi thăm thầy, động viên thầy, rồi thứ hai nữa là mình có một cái phần quà nào đó để cho chùa nuôi được mấy cái em mà nghe nói là thầy nuôi những cái em mà mồ côi hay gì đó nha. Mình không có rành lắm, nhưng mà mình có thời gian mình sẽ đến nha. Chúc mọi người thành công, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Dạ, mình là Tâm Chánh Pháp. Hãy đăng ký kênh YouTube Tâm Chánh Pháp để mỗi khi mình ra video mới để thông báo cho mọi người xem. Dạ, xin cảm ơn nhiều.